Ok, xin chào anh em. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó chính là người được chọn đấng Nagato. Nagato là một shinobi tới từ Amegakure, tức là làng mưa, và là hậu duệ của gia tộc Uzumaki. Anh là cựu CEO kiêm co-founder của tập đoàn khủng bố xuyên quốc gia Akatsuki cùng với những người bạn của mình là Yahiko và Konan. Họ đều là những đứa trẻ mồ côi trong thời kỳ chiến tranh khốc liệt. Nagato luôn mơ ước mang lại hòa bình cho thế giới shinobi đầy bạo lực và chết chóc. Tuy nhiên, sau cái chết của người bạn thân nhất Yahiko, anh đã lấy bí danh là Pain. Và cùng với Konan, hai người họ bắt đầu lãnh đạo một Akatsuki theo cách thức hoàn toàn mới. Mong muốn mang lại hòa bình cho thế giới nhờ sức mạnh đàn áp của mình và câu cửa miệng của anh ta chính là ta sẽ cho các người biết đến nỗi đau. Từ nhỏ, Nagato sống với mẹ của mình là Uzumaki Fuso và người cha tên là Ise ở vùng ngoại ô của làng mưa. Khi còn rất nhỏ, bố già Uchiha Madara đã bí mật cấy Rinnegan của mình vào Nagato mà cha mẹ anh cũng như bản thân anh sau này cũng không hề hay biết. Một thời gian sau, trong chiến tranh thế giới Shinobi lần thứ hai, Nagato và cha mẹ luôn trú ẩn trong nhà để tránh bị thương tích bởi cuộc giao tranh đang diễn ra. Thế nhưng vào một ngày không đẹp trời tí nào, hai Shinobi của Konoha đã đột nhập vào nhà của họ để tìm kiếm thức ăn. Nagato và bố mẹ cậu đã cố gắng lẻn ra ngoài nhưng vẫn bị họ phát hiện. Ông quyết định tấn công các Shinobi để Nagato có thể trốn thoát. Thế nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ mà không hề chuyên nghiệp tí nào, các ninja của làng lá đã giết chết cha mẹ của Nagato. Và khi nhận ra hai người họ chỉ là dân thường, các shinobi đó đã cố gắng xin lỗi cậu nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng. Không thể vượt qua được nỗi đau quá lớn này, Nagato đã vô tình sử dụng Rinnegan và giết chết họ, trả thù cho cha mẹ của mình. An táng họ xong, không còn nơi nương tựa, Nagato buộc phải rời khỏi nhà và bắt đầu lang thang tìm kiếm thức ăn. Với nguồn tài nguyên khan hiếm do chiến tranh đang diễn ra, anh gục ngã vì đói trước khi được Konan và Yahiko, những đứa trẻ mồ côi khác như anh tìm thấy. Họ nhanh chóng trở nên thân và thiết với nhau, cùng tìm kiếm thức ăn để tồn tại bằng mọi cách và chia sẻ ước mơ về một tương lai hòa bình ở làng mưa. Một ngày nào đó có thể sử dụng sức mạnh của bản thân để chấm dứt chiến tranh. Yahiko đặc biệt say mê về điểm này và từ đó đã truyền cảm hứng rất nhiều cho Nagato. Để đạt được điều đó, cả ba cần phải trở thành các ninja vĩ đại. Họ đã nhanh chóng tiếp cận Sanlin huyền thoại của Konoha và yêu cầu được dạy nhẫn thuật. Thế nhưng, chị đại Orochimaru lại đề nghị giết những đứa bé này để chấm dứt sự đau khổ cho chúng. Còn thầy Jiraiya đầy lòng trắc ẩn thì lại khác. Ông mặc cảm vì đã tham gia vào cuộc chiến này và đã đồng ý dạy họ, hướng dẫn ba đứa trẻ này nhiều thứ và dạy họ cách tồn tại trong thời chiến. Ông đã huấn luyện họ trong 3 năm và nhờ có Rinnegan của mình mà Nagato đã dễ dàng thành thạo mọi thứ mà cậu được dạy. Jiraiya đã ở lại cho đến khi ba người họ hợp lực và đánh bại được một bản sao phân thân của mình. Ông quyết định rằng họ đã trưởng thành và sẵn sàng để ba đứa nhỏ tự rèn luyện. Tin rằng một ngày chúng sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp cho đất nước và lúc này Jiraiya đã quay trở lại Konoha. Một khoảng thời gian sau, cả ba thành lập một tổ chức mà họ gọi là Akatsuki, có nghĩa là ánh sáng của bình minh. Và Yahiko được chọn là CEO đời đầu. Nhóm đã bắt đầu các chủ trương chấm dứt chiến tranh bằng các biện pháp hòa bình. Thông điệp của họ dần nổi tiếng và thu hút được sự chú ý của nhiều người. Thậm chí Jiraiya đôi khi cũng nghe được tin tức về các chiến công của họ. Trong suốt hành trình tìm kiếm hòa bình, nhân sự của Akatsuki đã tăng lên và danh tiếng được biết đến trên khắp các vùng lãnh thổ của làng mưa. Đến nỗi khiến người đứng đầu của ngôi làng lúc này là Hanzo đã bắt đầu cảm thấy quyền thống trị của mình đã bị đe dọa. Hắn nhanh chóng tiếp cận Akatsuki, sử dụng Konan làm con tim và đẩy Yahiko tới chỗ chết. Quá tức giận, Nagato triệu hồi ngoại đạo ma tượng Gedomazo và liên kết với nó bằng các thanh hắc cồn. Anh sử dụng Mazo để giết toàn bộ quân lính của Hanzo, nhưng hắn thì lại trốn thoát được. Sau sự kiện đó, Nagato chọn cách cắt đứt quan hệ với làng mưa bằng cách rạch ngang biểu tượng của làng trên chiếc băng bảo vệ trán. Cái chết của Yahiko khiến Nagato tin rằng triết lý của người bạn quá cố về việc đạt được hòa bình là điều cực kỳ ngu ngốc. Thế giới sẽ không bao giờ kết thúc chuỗi chu kỳ chết chóc và thù hận mà nó đã vận hành từ rất lâu. Chỉ khi trải nghiệm trực tiếp tất cả những mất mát và đau đớn của chiến tranh mang lại thì bất kỳ ai cũng có thể thực sự khao khát hòa bình. Với ý định đích thân mang đến mức độ tuyệt vọng đó cho thế giới, Nagato đã lấy bí danh là Pain. Do các tổn thương mà anh nhận được từ cuộc tấn công của Hanzo và liên kết với ma tượng khiến thân thể thực của Nagato trở nên yếu ớt và bất động về phần thân xác. Từ đó anh đã tạo ra lục đạo Pain từ những xác chết và anh ta điều khiển chúng từ xa. Đối với thiên đạo, Nagato sử dụng cơ thể của Yahiko và với niềm tin rằng người bạn của mình vẫn luôn là người lãnh đạo của tổ chức. Nhiều năm sau, Pain và Konan bắt đầu cuộc nội chiến trong làng để lật đổ não già kỳ nhông Hanzo. Phần lớn các nhân sự của làng tập hợp lại về phía Pain vì sức mạnh của anh mà họ tin rằng Pain là một vị thần và có thể đem lại hòa bình cho làng mưa. Lục đạo Pain đã dồn Hanzo vào chân tường và giết chết ông, giành quyền kiểm soát toàn bộ ngôi làng.
Vì bản chất vốn đã bí mật của Amekakure, tin tức về cái chết của Hanzo không bao giờ được công bố ra bên ngoài và ngôi làng được cho là vẫn bị chia cắt bởi cuộc nội chiến. Pain chấp nhận ý niệm của dân làng về việc anh là chúa và một tay nghiền nát những tàn dư trung thành với Hanzo bất cứ khi nào chúng xuất hiện. Vào mỗi chủ nhật, Pain sẽ nằm mưa ở Amekakure hoặc mỗi khi anh đi vắng. Do sức mạnh thần thánh từ Rinnegan của mình mà lòng kính trọng và kiêng nể của mọi người đối với anh ngày càng tăng, Jiraiya thì tin rằng Nagato chính là tái sinh của lục đạo hiển nhân. Còn Yahiko và những thành viên khác của Akatsuki lại cho rằng cậu như một đấng cứu thế của thế giới. Trong khi đó, dân làng Amekakure tin tưởng vào Nagato như thể anh là một vị thần. Còn với tư cách là thủ lĩnh của Akatsuki, Nagato đã thể hiện một uy lực mạnh mẽ của mình thông qua cơ thể của tiền đạo. Đến ngay cả các thành viên của Akatsuki thế hệ 2.0 cũng phải nể phục. Nagato cực kỳ bình tĩnh và thản nhiên trước những pha cà khịa đâm vào lòng đất của nhóm, mà điển hình nhất là thanh niên bất cần đời Hidan. Hắn cậy mình bất tử nhưng đen thay là gặp phải Nagato hoàn toàn tự tin vào khả năng của mình. Anh không ngần ngại chiến đấu ngay cả với những đối thủ mạnh nhất, cũng như khẳng định được uy thế của bản thân trước các thành viên Akatsuki khi cần thiết. Tuy nhiên, Nagato vẫn rất đề cao tình đồng đội, anh sẵn sàng trừng phạt cá sấu chúa Kisame vì đã nói xấu Hidan và Kakuzu. Vị trí lãnh đạo Akatsuki của Nagato rất xứng đáng và anh được coi là thành viên quyền lực nhất của tổ chức này. Bất chấp tình trạng thân thể yếu ớt cùng đôi chân bị tổn thương khá nghiêm trọng, Yakushi Kabuto vẫn coi Nagato là Shinobi tái sinh mạnh mẽ thứ hai của mình, chỉ đứng sau Uchiha Madara. Sau khi phục hồi và trẻ hóa cơ thể của mình bằng cách sử dụng chakra vĩ thú mà anh hấp thụ từ Jichuriki của bát vĩ, Nagato đã cùng một lúc chiến đấu một chọi hai và giữ cố định cả Naruto và ông chàng rapper Lady Killer một cách cực kỳ dễ dàng cho dù đôi chân vẫn còn suy yếu. Tuy sức mạnh của anh bị hạn chế do sự điều khiển trực tiếp của Yakushi Kabuto, nhưng vẫn cần một sự nỗ lực rất lớn từ sự kết hợp của cả Naruto, Kyuubi và Uchiha Itachi mới có thể đánh bại và phong ấn anh ta. Với tư cách là Pain, Nagato còn được nhiều người coi là bất khả chiến bại, và sức mạnh của anh cho phép anh đánh bại và giết chết cả Hanzo, một Shinobi đã một mình oanh tạc trong trận chiến với Sanin huyền thoại của Konoha, và anh cũng có thể đánh bại cả người thầy cũ của mình, Jiraiya Sensei. Không chỉ vậy, Nagato còn có thể đối mặt với toàn bộ ngôi làng Konohagakure và phá hủy nó chỉ trong chốc lát. Sáu cơ thể lục đạo Pain chiến đấu trên các mặt trận khác nhau nhưng anh chỉ để mất đi một cơ thể trong số đó. Trước khi đối mặt với Naruto, một dân chơi sở hữu huyết kế con cưng, thì Nagato đã có thành tích toàn thắng và chưa từng thua trận nào. Là hậu duệ của gia tộc Uzumaki, chakra của Nagato có khả năng phục hồi bẩm sinh rất tốt và chứa đựng chakra của anh nhiều một cách bất thường, đủ để cậu có thể thực hiện nhiều chiêu thức bá đạo khác nhau như Shinra Tensei, Chibaku Tensei hay Gedo Rinne Tensei tất cả chỉ trong cùng một ngày. Nagato cũng có khả năng kiểm soát chakra rất tốt, có thể thay đổi tần số của nó liên tục, loại bỏ khả năng một ninja cảm biến có thể xác định vị trí của anh khi điều khiển lục đạo Pain. Thế nhưng, với khả năng cảm nhận tốt ở trạng thái hiển nhân, cộng thêm việc tự đâm mình bằng một trong những thanh hắc côn truyền tín hiệu chakra của Nagato, mà Naruto đã tìm được vị trí của cậu mà không mấy khó khăn. Trong quá trình huấn luyện với Jiraiya, Nagato đã thành thạo mọi kỹ thuật mà cậu được dạy, bao gồm nhiều phong cách chiến đấu khác nhau, có thể sử dụng tất cả 5 sự biến đổi bản chất chakra cơ bản và bao gồm cả dương độ. Một thành tích cực kỳ hiếm ngay cả đối với những người lớn, chứ chưa nói đến những đứa trẻ 10 tuổi như Nagato. Sau này, anh còn thực hiện khá nhiều kỹ thuật khác nhau nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc họp của Akatsuki, chẳng hạn như cho phép các thành viên hẹn hò gặp gỡ nhau ở khoảng cách xa, bảo vệ địa điểm tổ chức cuộc họp của họ và đánh lạc hướng các lực lượng đối lập nếu có ai đó cố gắng xâm phạm. Một trong những kỹ thuật theo dõi và giám sát đỉnh cao của Nagato đó chính là vũ hổ tự tại Ukojidai no Jutsu, cho phép anh sử dụng lượng mưa được tạo ra và liên kết chặt chẽ với các giác quan của bên để nhận biết một người lạ mặt xâm nhập trái phép vào lãnh thổ của làng mưa. Nagato quả thật là một ninja cảm biến đã luyện, có thể xác định chính xác vị trí của người khác từ khoảng cách từ rất xa, thậm chí là vượt qua cả các kết giới rào cản. Khi được Yakushi Kabuto hồi sinh, Nagato có thể cảm thụ được chakra của run đất Kabuto một cách dễ dàng. Phần lớn các kỹ năng và nhẫn thuật của Nagato thường hay được sử dụng đều là nhờ con mắt Rinnegan. Mặc dù anh không phải là chủ nhân chính chủ của đôi mắt, nhưng việc là một hậu duệ của gia tộc Uzumaki nên Nagato dường như có thể sử dụng cả hai mắt mà không có quá nhiều nhược điểm. Trong khi đó, Uchiha Obito lại không thể sử dụng hết được khả năng của một con mắt, mặc dù anh đã có nhiều sửa đổi trên cơ thể và cũng có kiến thức chuyên sâu về Nojutsu. Ưu điểm lớn nhất của Rinnegan là nó cho phép Nagato tiếp cận với tất cả kỹ thuật của lục đạo, ví dụ như sức mạnh tạo lực hấp dẫn, lực đẩy của thiên đạo, khả năng triệu hồi các loài động vật khổng lồ và dị hợp của súc sanh đạo, tiềm năng hấp thụ vô hạn của ngạ quỷ đạo, sự kiểm soát linh hồn như đọc tâm trí của người khác nhờ nhân gian đạo. Còn Tu La đạo có khả năng tạo ra các tùy chọn vũ khí cơ giới hóa khác nhau mang sức sát thương cực rộng.
Hơn nữa, anh còn có thể tiếp cận được Diêm Vương thông qua địa ngục đạo bởi vì những hạn chế của cơ thể thật của mình, nên Nagato có rất ít cơ hội để sử dụng trực tiếp bất kỳ kỹ năng nào trong số các kỹ năng kể trên. Tuy nhiên, khi có cơ hội, anh có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các đạo khác nhau một cách liền mạch và ngay lập tức. Một nhánh của kỹ thuật lục đạo mà Nagato dành riêng cho chính mình đó chính là ngoại đạo. Với tư cách là ngoại đạo, Nagato có thể triệu hồi và điều khiển ma tượng Gedomazo, tạo ra các thanh hắc côn thu nhận tín hiệu để anh có thể truyền chakra của mình và sử dụng kỹ thuật luân hồi chuyển sinh Rinetense để hồi sinh người chết. Hơn nữa, với ngoại đạo, Nagato có thể hình thành thứ mà anh ấy gọi là lục đạo bền. Bằng cách gắn các thanh hắc côn thu nhận tín hiệu chakra vào khắp cơ thể của 6 xác chết, Nagato có thể điều khiển tất cả từ xa như thể họ là chính mình. Đổi lại, kỹ thuật này đòi hỏi tiêu tốn rất nhiều chakra, và các đạo cần phải được đưa đến gần vị trí của anh hơn để dễ dàng truyền tín hiệu. Một giải pháp thay thế cho điều này là loại bỏ quyền kiểm soát của 5 trong số các đạo và tập trung tất cả chakra của Nagato vào một cơ thể. Các đạo có thể được sử dụng để phản ứng với các mối đe dọa chỉ trong vài giây, và bởi vì chúng là sắc sống nên các bộ phận trên cơ thể họ và cơ quan sẽ không phải chịu đau đớn bởi tất cả các loại sát thương của đối thủ. Về lý thuyết, mỗi cơ thể trong lục đạo bền đều có thể được sử dụng để thực hiện bất kỳ kỹ thuật nào mà bản thân Nagato có khả năng thực hiện. Tuy nhiên, trên thực tế, anh ta chỉ có thể giới hạn mỗi cơ thể trong một nhánh của kỹ thuật lục đạo. Ngoại lệ là thiên đạo, qua đó anh ta thực hiện một số kỹ thuật khác ngoài kỹ năng riêng của nó. Mỗi đạo sẽ được Nagato sử dụng để phục vụ một mục đích cụ thể như tấn công, phòng thủ, trinh sát hoặc sửa chữa. Tuy không có đạo nào chuyên biệt về thể thuật, nhưng tất cả đều có thể giữ vững tốc độ trong trận chiến tay đôi với ngay cả những đối thủ đã được luyện tập nhiều nhất. Mặc dù lục đạo Pain đã có sức mạnh riêng lẻ và đạo khác nhau, nhưng chúng lại có sức mạnh khủng khiếp nhất khi được sử dụng cùng nhau. Với việc sử dụng đồng thời cả 6 cơ thể là lý do chính cho sự bất khả chiến bại khét tiếng của Pain. Điều này là do Nagato có thể chia sẻ tầm nhìn với các cơ thể cũng như các con vật triệu hồi của anh, cho phép anh điều phối các chuyển động của họ với hiệu quả tối đa, có thể tấn công từ nhiều góc độ và né tránh các đòn công kích của đối thủ mà họ không thể thấy khi ở một mình. Trong cuộc tấn công vào Konoha, khi các cơ thể phân tán khắp làng để hành động chiến lược, họ đã tìm cách tàn phá và chọn cách giết nhiều shinobi mạnh mẽ của Konoha. Gần như chỉ một tay Nagato đã áp đảo cả ngôi làng. Mỗi đạo đều có tầm quan trọng riêng trong một cuộc chiến. Khả năng của địa ngục đạo là có thể khôi phục tất cả các đạo khác nếu chúng bị tổn hại, khiến nó trở nên có giá trị nhất. Và do đó, Nagato đã tạo chiến lược ưu tiên bảo vệ Jigokudo và sẵn sàng hy sinh các thân thể khác khi cần thiết. Mặc dù lục đạo Pain mang sức mạnh bất khả chiến bại trong cuộc chiến, nhưng Nagato vẫn rất cẩn trọng. Anh đã cố gắng hạn chế việc sử dụng ở càng ít cơ thể càng tốt nhằm giảm thiểu khả năng một ai đó có thể phát hiện ra bí mật về cách hoạt động của họ. Khi các shinobi của Konoha bắt đầu hiểu được những bí mật đó, Nagato đã quyết định phá hủy cả ngôi làng, cùng với nỗ lực sẽ giết chết bất cứ ai tin rằng không ai trong 6 đạo là thật. Và đúng như câu nói của anh ta sẽ cho con người biết đến nỗi đau. Vậy là video của mình đến đây là hết. Đã xem tới đây rồi thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ bọn tớ phát triển hơn nữa nhé. Đừng quên để lại comment những ý kiến thắc mắc của mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo. Bye bye!